Mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quỳnh Thủy Tinh Vlog của mình ha. Thì hôm nay thì mình tiếp tục mình quay cho các bạn xem về cái mô hình trồng bí hồ lô của mình nha các bạn. Thì cũng như là trả lời câu hỏi cho các bạn mà xem kênh của mình á, thì các bạn có hỏi là trồng bí hồ lô á, thì một gốc như vậy á, là mình để được bao nhiêu trái trên một cái thân chính nha mọi người. Thì hôm nay thì ra vườn thì sẵn là quay cũng như là trả lời câu hỏi đó cho một bạn đã bình luận trên kênh của mình. Thì theo mình nha các bạn ha, ở đây là mình trồng theo cái cách của mình ha, là mình trồng một gốc là mình để khoảng từ 4 đến 5 trái trên một gốc nha các bạn. Và nó còn tùy thuộc vào cái lượng chèo ở trên một cái thân chính nữa các bạn. Ví dụ như là ở đây là mình trồng 6 tấc cho một lỗ các bạn, thì mình sẽ để được là từ 4 chèo trên một thân chính nha nha các bạn ha. Thì mình sẽ để là 5 trái trên một cái dây bí hồ lô nha các bạn. Có nghĩa là thân chính là mình để một trái và 4 cái chèo là một trái trên một chèo nha mọi người ha, là tổng cộng là 5 trái. Còn đối với những bạn nào mà trồng bí hồ lô các bạn, mà bạn trồng cái kích thước nó gần á, mà các bạn mới mà các bạn không biết trồng cái kích thước là 6 tấc á, mà các bạn trồng gần á, thì các bạn chỉ lấy được là 3 chèo thôi, từ 2 chèo đến 3 chèo thôi các bạn. Thì mỗi gốc như vậy là mình sẽ lấy được là khoảng là 4 trái nha các bạn ha, là cao nhất nha các bạn. Vì cái lý do là nếu như là một cái thân chèo của các bạn mà bạn lấy 2 trái thì cái khả năng mà cái quả của bí hồ lô các bạn thì nó sẽ không có to. Ở đây cái trái bí hồ lô của mình nó rất là to bự nè các bạn. Đó, các bạn xem ha. Nó rất là to. Đó, các bạn xem. À, cái này bự, rất là bự nha các bạn ha. Tại vì mình lấy chỉ có một trái trên một cái thân chèo nha các bạn. Dữ lắm là 2 trái, nhưng mà đối với những bạn mà lấy 2 trái trên một thân chèo á, thì bạn cái yếu tố là bạn phải cần bấm đòn nè, chứ lại các bạn phải là bón thúc cho nó thật là nhiều cái phân. Ở đây là mình bón cái phân 20-15 nha các bạn, và cộng với thằng canxi bo, và trước khi trồng mình cũng phải bón lót cho nó nữa, mà bón lót nó cũng khá đậm các bạn, thì mình mới dám để cái lượng quả là hai trái trên một chèo nha các bạn ha. Thì ở đây mình chỉ để là một trái trên một thân chèo thôi, có nghĩa là một gốc bí như vậy là mình sẽ để là 5 trái. Nếu như là mình trồng 1.000 gốc á các bạn, 1.000 gốc bí thì mình sẽ thu về là khoảng 5.000 trái nha các bạn ha. Và đồng thời thì mình sẽ bán bông nữa các bạn, thì nó cũng khá là lợi nhuận nha các bạn ha. Bông thì lúc rài các bạn, thì nếu như mà mình bán lẻ là khoảng là 20.000 một ký nha các bạn ha, còn bán sỉ là 15.000 ký. Hôm nay là quay cho các bạn xem ha, cũng như là trả lời câu hỏi cho các bạn luôn. Thì cũng như là chia sẻ cho những cái người bạn nào mới trồng các bạn, thì mình sẽ chia sẻ lại ha. Xin lỗi các bạn, mình đang ho nha các bạn. Thì trồng ở đây thì mình theo mà đúng chuẩn của nó thì khoảng là 6 tấc cho một lỗ nha các bạn ha. Và mình trồng ở cái lỗ của nó là mình sẽ trồng chính chính giữa liếp, còn hai bên mép liếp là mình sẽ bón lót. Thì nó sẽ rất là tốt nha các bạn ha. Và cái liếp cách liếp các bạn là nó khoảng từ là 3 mét đến 4 mét cho một liếp nha các bạn ha. Thì các bạn trồng vậy thì nó sẽ không có quá dày nha các bạn. Và cái khả năng mà quang hộp thì nó rất là ok. Đây các bạn xem này nè các bạn, ở đây mình trồng 6 tấc các bạn, mà giờ nó cũng bò là bích chịch cái liếp luôn các bạn. Đấy, các bạn xem ha. Để mình sẽ tìm dài quả mình cho các bạn xem. Đây là cái lá này nè các bạn. Thì ở đây thì mình trồng cái mô hình này các bạn là mình bán bông nha các bạn ha, và mình sẽ kèm theo mình bán quả luôn. Thì khoảng là đâu là 30 ngày đó là mình có thể là mình cắt bông mình bán từ từ nha các bạn ha. Và mình phải tỉa lại cho nó những cái đọt. Phân phướng thì mình chỉ việc là mình đi bón cái phân 20-15 thôi các bạn, cộng với thằng canxi bo nữa là rất là ok. Và đồng thời là mình phải xịt cái phòng cái bọ bọ trĩ cũng như là cái bọ nhảy cho nó nha các bạn ha. Thì trong những video trước thì mình cũng có là chia sẻ về cái những cái loại thuốc rồi, các bạn có thể là xem lại trong phần danh sách phát ha. Thì tốt nhất là các bạn là nên dùng những cái loại thuốc dạng cớm
các bạn xịt nha. Ví dụ như sâu ăn lá này nọ thì mình sử dụng là Vitaco hoặc là rệ bê tông của Syngenta hoặc là của Dubon các bạn. Các bạn đừng nên sử dụng như là tin spe này nọ các bạn, nó thuộc dòng EC các bạn, nó thuộc dạng nhũ dầu á, mình xịt nó sẽ gây là vàng lá cháy lá trên cây bí nha các bạn ha. Đây các bạn, các bạn xem. Thì hôm nay là đồ chủ yếu là chia sẻ cho bạn là cái lượng quả ở trên cái dây bí của mình các bạn là bao nhiêu á. Thì ở đây thì mình chỉ riêng mình á thì mình để là 5 trái thôi các bạn, còn các bạn thì có thể là để hơn cũng vẫn được nha các bạn ha. Các bạn coi vào cái tình hình của cái dây bí của mình là mình để nha các bạn. Nếu như bạn thấy cái dây bí của các bạn mà nó sung quá sung á thì các bạn là nên để khoảng 7 trái là vừa, nhưng mà mình phải bón phân cho nó cũng như là bấm đọt cho nó. Khi mà nó ra quả khoảng đâu là 2-3 lạng các bạn bấm quả cho nó thì nó sẽ tập trung là bà nó nuôi cái dinh dưỡng trên cái quả các bạn, thì nó sẽ rất là tốt. Còn nếu như là các bạn không có đi phân nhiều mà các bạn để trái nhiều thì nó cái dây bí mình nó mau èo ụt lắm các bạn. Còn đối với những bạn mà hỏi mình là dây bí nó bị mà thung ngọn này nọ đó các bạn, là mình cũng đã chia sẻ rồi nha các bạn ha. Thì các bạn xem lại ha, trong cái video trước của mình ha, là do là các bạn là không có xịt phòng bệnh những cái loại bệnh như là sâu ăn lá này nọ các bạn, thì nó sẽ làm cho cái dây bí mình nó thung ngọn. Thì khi mà dây bí của mình mà nó bị thung ngọn rồi các bạn, thì mình sẽ không có cứu được nha các bạn ha. Mình nói thật luôn là không có cứu được luôn, thì mình chỉ phòng lại những cái dây bí nào mà nó chưa bị thôi. Còn cái cách mà để mà khắc phục á, mình theo mình á, như mình á, thì mình sẽ lặt bỏ luôn các bạn, cho nó một cái chèo mới các bạn, rồi mình sẽ dưỡng lại thằng Atonis chứ rong biển các bạn, dưỡng lại thì mặt mai thôi các bạn, chứ mà thật ra rất rất là khó cứu luôn đó. Thì ở đây thì quay cho cái đám bí của mình các bạn, thì đám bí của mình á, thì cũng tương đối là được nha các bạn ha, vì mình cũng không có đi phân nhiều nữa các bạn, tại vì mình đang trồng trong cái mùa này là đúng cái mùa của nó luôn, cái mùa nắng nè. Nó bò cũng rất là ok. Còn đối với những cái người bạn nào mà trồng bí mà dây mà nó bò chậm các bạn, thì bạn có thể là dùng nửa gói đầu rip của GABA các bạn, bằng cộng với Atonis, hai đó bằng cộng là mình xịt cho nó. Khi mà cái thằng Atonis á là nó là dạng như là xịt dưỡng các bạn, nó kiểu như phân bóng lá. Còn rầu riếp á là nó là GA3 các bạn, khi mà mình bón GA3 giúp cho cái cây bí mình nó thèm ăn các bạn, và nó hút được những cái dưỡng chất, và đồng thời mình sẽ bón phân cho nó là cái cây bí mình nó dược liền. Đó là cái kinh nghiệm của riêng mình nha các bạn ha, thì các bạn xem tham khảo. Ở đây thì mình cũng là góp ý thôi, các bạn là nên sử dụng thuốc trên một dây hoặc một cây của các bạn, rồi nếu thấy hiệu quả rồi các bạn hãy áp dụng cho một vườn ha. Thì các bạn không nên nghe mình. Ở đây là mình nói luôn các bạn, không nên nghe mình mà hãy xem nhiều kênh để rút ra cái kinh nghiệm cho riêng mình, để trồng đồ nó được tốt hơn nha các bạn. Rồi, thì hôm nay cũng đã chia sẻ cho các bạn cũng như trả lời câu hỏi cho các bạn rồi đó. Thì bạn nào chưa like hãy like cho mình một like nha các bạn ha. Rồi, mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình.